Chào các bạn, lại là mình đây. Các bạn đã từng viết một bản nhạc bằng solo biết chưa? Ừm, một bài nhạc sẽ có nhiều đoạn khác nhau nên cần nhiều khối lệnh. Mình có một cách giải quyết, chúng ta sẽ sử dụng hàm. Hãy cùng xem hàm làm việc như thế nào nhé. Có rất nhiều khối phát nhạc bên trong một hàm, và hàm sẽ rút gọn thành một khối lệnh như thế này. Tương tự, chúng ta cũng có khối lệnh này. Và chúng ta chỉ việc rút gọn các đoạn nhạc, thì chương trình bài nhạc của chúng ta cũng sẽ được thu gọn ngoài ra hàm còn có thể dùng để thu gọn các chỉ dẫn công thức hay thuật toán ví dụ bạn cần cho đối tượng di chuyển hình chìa khóa để mở khóa khi qua mỗi vòng chơi bạn sẽ tạo một hàm mở khóa để sử dụng khi cần và nên nhớ nếu bạn xóa chương trình hàm và nên nhớ nếu bạn xóa lệnh hàm ban đầu đi thì khối lệnh thu nhỏ sẽ biến mất tạm biệt các bạn